chuyện tình yêu này bắt đầu vào một ngày đẹp trời cũng như bao câu chuyện tình khác. Ngày đó, 5 năm về trước, mối lương duyên giữa một cô sinh viên chưa chồng với những người sản phụ đã được bắt nguồn từ tình yêu thương nữ sinh này với người chị gái vừa sinh của mình khi nhìn thấy chị gái mình khổ sở và mất tự tin sau khi sinh em bé. Sự đồng cảm và mong muốn được chia sẻ và chăm sóc những người phụ nữ vừa hoàn thành sứ mệnh cao cả đã thúc đẩy cô sinh viên năm 2 theo đuổi ước mơ của mình. Xuất phát từ những cảm thông và niềm yêu thương chân thật, ước mơ có được một dịch vụ thật tốt để chăm sóc phụ nữ sau sinh đã từng bước được hình thành. Cứ như thế, tình yêu thầm lặng này đã ngày qua ngày nảy nở mãnh liệt hơn qua từng kinh nghiệm, phương thuốc mà bà Tôn Nữ Thị Tâm truyền lại cho cô. Để rồi 5 năm qua, người phụ nữ trẻ này đã kết chặt vào cuộc tình giữa mình và sản phụ. 5 năm qua, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của thương hiệu, luôn lấy cái tâm làm tôn chỉ hoạt động của mình. Hiện Vietcare đã có 3 chi nhánh chính, với gần 50 nhân viên tận tụy và tâm huyết với nghề, là một công ty đi đầu và uy tín nhất Việt Nam trong công cuộc chăm sóc phụ nữ trước và sau sinh. Và làm việc tại Vietcare đến bây giờ thì mình thấy Vietcare càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, hoành tráng hơn, pro hơn và các bạn nữ thì càng xinh đẹp hơn. Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới ban giám đốc công ty, anh chị là những người đứng đầu lãnh đạo và chèo lái công ty Vietcare để giúp cho Vietcare ngày càng phát triển và thành công. Và mình mong rằng sau 5 năm tiếp theo đó, Vietcare có thể phổ rộng khắp Việt Nam, sẽ là người bạn tin tưởng nhất đối với các bà bầu và sau sinh, có thể giúp cho các bà mẹ có một ngôi nhà thứ hai, xả stress hoặc là kiến thức để các bà có thể vững bước khi lập gia đình và sinh con. Với sự tiếp sức của một tập thể đồng lòng và đam mê với công việc, tương lai tươi sáng của Vietcare còn ở phía trước. Sinh nhật 5 năm đánh dấu một bước chuyển mình của Vietcare với một hình ảnh hoàn toàn mới, trẻ trung, chuyên nghiệp, sẵn sàng tiếp nối di sản và tình yêu của cô nữ sinh năm xưa truyền lại.